Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh, đêm 28 ngày 29 tháng 11. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 95%. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Sapa nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, lặng gió trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 95%. Sau đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Thành phố Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.